Vâng, hello, xin chào các bạn nha. Đây là tổ chim nhỏ ở ruộng nha các bạn. Và hôm nay là ngày thứ hai. Đó, tức là chim con đã được 2 ngày tuổi nha các bạn. Đó, và mình sẽ gắn máy quay để xem chim mẹ tha mồi về tổ mớm cho chim con ở ngày thứ hai này nha các bạn. Tức là chim con đã được 2 ngày tuổi. Đó. Và các bạn xem video thì đừng quên ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều.